Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, mở đầu chương trình ngày hôm nay là thông tin tử vi tổng quan ngày 12 tháng 4 năm 2024, thứ 6 dương lịch. Âm lịch là ngày mùng 4 tháng 3 năm 2024, là ngày Bính Ngọ, tháng Mậu Thìn, năm Giáp Thìn, tiết khí Thanh Minh, ngày Trực Mãn. Hôm nay là ngày Thiên Hình Hắc Đạo. Giờ hoàng đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Giờ Hắc Đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tị từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Giờ Sát Chủ và giờ Thụ Tử: giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Sát Chủ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, và giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Thụ Tử. Tuổi hợp xung ngày hôm nay: hôm nay tam hợp với tuổi Tuất và tuổi Dần, lục hợp với tuổi Mùi, xung với tuổi Tý, hình với tuổi Ngọ, phá với tuổi Mão. Về ngũ hành niên mệnh, thiên hà thủy, hôm nay là ngày Bính Ngọ, tức ngang hòa. Nạp âm thiên hà thủy kỵ tuổi Canh Tý và tuổi Nhâm Tý. Ngày thuộc hành thủy khắc hành hỏa, đặc biệt người tuổi Mậu Tý, tuổi Mậu Ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy, ngược lại nhờ thủy khắc mà được lợi. Ngày Ngọ lục hợp với Mùi, tam hợp với Tuất, Dần thành hỏa cục, xung Tý, hình Ngọ, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi. Tam sát kỵ tuổi Thân, Tý, Thìn. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Canh Tý và tuổi Nhâm Tý. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Nhâm Tuất và tuổi Giáp Tuất. Các sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao Thiên Phú tốt thăng quan, tài chế, cầu tài; Nguyệt Không tốt tu tạo, động thổ; Lộc Khố tốt nạp tài, tồn khoản; Dân Nhật tốt yến hội, kết hôn, nạp tài; Phúc Đức tốt thưởng hạ, yến hội; Thiên Vu tốt hợp dược, thỉnh y, cầu phúc; Thời Đức tốt mọi việc; Tứ Tướng tốt tế tự, thăng quan, đính hôn. Sao xấu thì gồm có sao Thiên Ngục kỵ phó nhậm, trinh thảo; Thiên Hỏa kỵ tu tạo, khởi tạo, nhập trạch; Thổ Ôn kỵ động thổ, xuyên tỉnh; Phi Ma Sát kỵ giá thú, di cư, nhập trạch; Thiên Hình bất nghi dụng, đại kỵ tử tụng; Quả Tú địa thư kỵ giá thú; Sát Chủ Mùa bất nghi dụng, đại hung; Thiên Cầu kỵ tế tự, giá thú, sanh sản. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay: trong ngày 12 tháng 4, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, xuất hành, nhận người, chuyển nhà, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như phó nhậm, trinh thảo, tử tụng. Hướng xuất hành ngày hôm nay: đi theo hướng đông để đón tài thần và đi theo hướng tây nam để đón hỷ thần. Ngày xuất hành theo Khổng Minh là ngày Bạch Hổ Túc, cấm đi xa, làm việc gì cũng không thành công, rất xấu trong mọi việc. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 12 tháng 4 năm 2024. Trước khi vào nội dung chi tiết của từng con giáp thì quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo để biết khi nào nội dung mới được phát hành. Thưa quý vị, bây giờ không để mất thời gian, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vận trình chi tiết của từng con giáp. Đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 12 tháng 4 năm 2024. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, vận trình tình duyên của người tuổi Tý khá trắc trở khi gặp ngũ hành tương xung. Bạn cảm thấy chán nản, không biết nên làm gì để tháo gỡ những khúc mắc với nửa kia. Dù đã cố hàn gắn, nhưng thái độ hững hờ, lạnh nhạt của người ấy khiến bạn vô cùng nản lòng. Ngoài ra, bản mệnh gặp thiên quan lâm vận,
nên cần phải cẩn thận hết sức. Một quyết định mù quáng thôi cũng đủ sức phá tan mọi sức lực và trí tuệ bấy lâu. Ngày này nên tránh xa kiện cáo, cãi cọ, xô xát trong chuyện làm ăn vì bạn sẽ gặp bất lợi. Hôm nay cũng cần phải cẩn thận, kẻo bị tiểu nhân lừa gạt tiền bạc hay phá hoại công việc của bạn. Dù sao chính bản thân mình phải có ý thức cảnh giác, hạn chế những khả năng bị tiểu nhân lợi dụng, chứ khó lòng tránh được hết sự hãm hại của chúng. Với những tuổi Giáp Tý, mệnh Kim, công việc diễn ra như dự định nhưng dễ có người cản trở. Với những tuổi Bính Tý, mệnh Thủy, chuyện tình cảm không mấy êm đềm. Với những tuổi Mậu Tý, mệnh Hỏa, tránh xa những thị phi tranh chấp kẻo tiền mất tật mang. Với những tuổi Canh Tý, mệnh Mộc, chớ nên tin theo lời ngon tiếng ngọt. Với những tuổi Nhâm Tý, mệnh Mộc, không nên nóng nảy khi gặp chuyện không hài lòng. Sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 95. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen, xanh nước biển, trắng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Thìn và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 12 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 12 tháng 4 năm 2024. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, cục diện tương hại khiến cái tuổi Sửu phải trải qua một ngày làm việc với nhiều biến cố. Những chuyện thị phi không đáng có do kẻ tiểu nhân cố tình tạo ra có thể khiến nhiều người có cái nhìn không đúng về bạn. Thương quan giáng họa, người tuổi Sửu cần phải cẩn trọng khi giao tiếp với cấp trên, đừng để những câu nói nỡ lời khiến cấp trên có ấn tượng xấu về mình. Bên cạnh đó, bạn cũng hãy bình tĩnh và thận trọng khi đối diện với khó khăn. Ngày gặp đào hoa, vận thế tình cảm của bản mệnh khởi sắc rõ rệt. Bạn yêu hết mình. Với bạn, yêu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn với tất cả mọi người, tốt hơn với cả chính bản thân mình. Tuy nhiên, đừng quá hy sinh bản thân, mà hãy biết nắm biết buông khi cần thiết, tạo cho mình sự bí ẩn và sức hút khó cưỡng đến không ngờ. Với những tuổi Ất Sửu, mệnh Kim, cần nắm chắc tình hình thực tế khi làm việc. Với những tuổi Đinh Sửu, mệnh Thủy, được trao thêm trọng trách mới để thể hiện bản thân. Với những tuổi Kỷ Sửu, mệnh Hỏa, cần thận trọng trong các khoản đầu tư trong hôm nay. Với những tuổi Tân Sửu, mệnh Thổ, cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt, đừng để mình phải nuối tiếc. Với những tuổi Quý Sửu, mệnh Mộc, dễ bỏ lỡ những công việc vốn là sở trường. Sự nghiệp của người tuổi Sửu hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 21. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 12 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 12 tháng 4 năm 2024. Tử vi của 12 con giáp cho thấy, tam hợp phù trợ, người tuổi Dần có một ngày cuối tuần làm việc rất minh mẫn và sáng suốt. Bạn có khả năng đưa ra những quyết định đúng đắn dù tình huống trước mắt có khó khăn đến đâu. Đó là lý do bạn nhận được sự tin tưởng của tất cả mọi người. Thiên ấn phù trợ khiến người tuổi Dần làm ở vị trí lãnh đạo, tạo lập được uy tín với tất cả mọi người. Bản mệnh trở nên quyết đoán và đưa ra những quyết định chính xác có lợi cho tập thể. Tuy nhiên, đôi khi bạn cũng cần tham khảo ý kiến của người khác. Các cặp vợ chồng có thêm thời gian hâm nóng tình cảm. Những bộn bề cuộc sống được gạt sang một bên. Hai người dành cho nhau tình yêu nồng nàn hơn, không còn những ngây thơ như thuở ban đầu, mà đã được thời gian làm cho mặn mà cháy bỏng hơn. Với những tuổi Giáp Dần, mệnh Thủy, việc kinh doanh làm ăn có phần thuận lợi hơn. Với những tuổi Bính Dần, mệnh Hỏa, cơ hội làm ăn mới tìm đến, cần suy xét cẩn trọng. Với những tuổi Mậu Dần, mệnh Thổ,
tình cảm có cơ hội thăng hoa từng ngày. Với những tuổi Canh Dần, mệnh mộc, nên lắng nghe những ý kiến của người khác. Với những tuổi Nhâm Dần, mệnh kim, đừng nóng vội, bạn sẽ khó kiếm được nhiều tiền. Sự nghiệp của người tuổi Dần hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 77 và số 38. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh lá cây, đen, xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 12 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 12 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy tuổi Mão nghênh đón chính ấn có lợi cho sự nghiệp. Mạnh mẽ, thẳng thắn và chính trực là ấn tượng về cách làm việc của bạn trong hôm nay. Chính nhờ phong cách nổi bật này mà bạn tạo được ấn tượng rất tốt, có cơ hội cạnh tranh chức vụ tại nơi làm việc. Cục diện tương phá khiến người tuổi Mão dễ rơi vào tình trạng chi tiêu tốn kém trong ngày hôm nay. Bạn có thể phải dùng tiền cho các hoạt động xã giao hoặc mua sắm hàng ngày. Để không rơi vào cảnh cháy túi, hãy chú ý giảm bớt chi tiêu cho những món đồ không thực sự cần thiết. Mộc sinh hỏa cho thấy, trong gia đình, bản mệnh luôn quan tâm và nhường nhịn nửa kia. Đôi bên luôn biết cách cư xử, không bao giờ nặng lời với nhau. Cứ duy trì được tình trạng như hiện giờ, tình cảm của hai người sẽ ngày càng bền vững và sâu sắc. Với những tuổi Ất Mão, mệnh thủy, đừng lựa chọn giữa công việc và người thân. Với những tuổi Đinh Mão, mệnh hỏa, công việc càng lúc càng hanh thông. Với những tuổi Kỷ Mão, mệnh thổ, hãy cố gắng làm việc hết mình. Với những tuổi Tân Mão, mệnh mộc, lựa thế mà kinh doanh cho phải phép. Với những tuổi Quý Mão, mệnh kim, mọi giao dịch tài chính đều cần có chứng từ hóa đơn. Sự nghiệp của người tuổi Mão hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 91. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen, xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 12 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 12 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thực thần mang đến tin vui về tiền bạc cho con giáp tuổi Thìn. Bản mệnh khéo léo trong chuyện kinh doanh buôn bán nên chẳng lo lắng gì khi thấy có cơ hội kinh doanh ngay trước mắt. Cho dù gặp phải khó khăn thì bạn cũng biết cách để xoay sở tình thế, hóa nguy thành an, tiền tài như ý. Tài chính dư giả như vậy nhưng không có nghĩa là bạn có thể tiêu pha quá nhiều. Bạn nên hạn chế vung tay quá chán để không gặp cảnh túng thiếu trong tương lai không chừng. Thành công hôm nay không đảm bảo cho thành công ngày mai đâu nhé. Về tình duyên của người tuổi Thìn, nhìn chung là khá tốt và không có điều gì đáng ngại. Các bạn cũng có thể thông cảm và chia sẻ công việc nhà một cách nhiệt tình, nên dường như không khí gia đình rất vui vẻ và hòa đồng. Với những tuổi Giáp Thìn, mệnh hỏa, chuyện kiếm tiền rất thuận lợi. Với những tuổi Bính Thìn, mệnh thổ, đối với công việc hãy chấp nhận thử thách. Với những tuổi Mậu Thìn, mệnh mộc, có tiền dắt lưng, ắt cũng tự tin nhiều phần. Với những tuổi Canh Thìn, mệnh kim, chớ nên quyết định điều gì trong lúc đang nóng giận. Với những tuổi Nhâm Thìn, mệnh thủy, một vài cơ hội đầu tư triển vọng xuất hiện, hãy thử sức mình xem sao. Sự nghiệp của người tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 78. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu
nâu, vàng đậm, tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Dậu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 12 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 12 tháng 4 năm 2024. Ngày có kiếp tài, tuổi Tỵ hãy sắp xếp lại công việc, triển khai các kế hoạch mới, đầu tư vào một lĩnh vực vẫn còn do dự hoặc nghiên cứu kiến thức phục vụ cho sự nghiệp trong thời gian sắp tới. Vận dụng kỹ năng quản lý một cách sáng tạo và hiệu quả sẽ đưa ra được phương án xuất sắc phục vụ cho sự nghiệp sau này. Tử vi hôm nay cũng nhắc nhở bạn nhớ rằng thuyền to thì sóng lớn. Câu này khá đúng với người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay. Ngũ hành hỏa vượng nên thành công hôm nay sẽ là bước đầu đưa bạn đến nhiều thử thách khó khăn hơn trong tương lai. Tam hội giúp sức, chuyện tình cảm ổn định, không có nhiều thay đổi đáng lo như con giáp tuổi Tỵ vẫn lo sợ bấy lâu nay. Nhưng nếu để mọi thứ diễn ra đều đều quá lâu thì có thể trong tương lai hai bạn sẽ có cảm giác nhàm chán. Đừng quên làm mới tình yêu của mình và chớ ngủ quên trên chiến thắng. Về những tuổi Ất Tỵ, mệnh hỏa, điềm báo phát tài đang tới gần. Với những tuổi Đinh Tỵ, mệnh thổ, đừng chần chừ do dự để lỡ mất cơ hội đáng tiếc. Với những tuổi Kỷ Tỵ, mệnh mộc, tài chính không ổn định do nhiều chi phí phát sinh. Với những tuổi Tân Tỵ, mệnh kim, chuyện tình cảm ngày càng thăng hoa nên chủ động hơn. Với những tuổi Quý Tỵ, mệnh thủy, đề phòng vướng phải họa mất tiền khiến tình hình tệ hơn. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 92. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 12 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 12 tháng 4 năm 2024. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, cục diện tự hình ảnh hưởng khiến người tuổi Ngọ trở nên kiêu căng tự phụ. Bạn coi mình là người tài giỏi nhất nên hay tỏ ra coi thường bạn bè và đồng nghiệp xung quanh, không chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Tỷ kiên xuất hiện nhắc nhở bản mệnh chớ nên để bản thân vướng vào những rắc rối chốn công sở. Những mối quan hệ phức tạp có thể là nguyên nhân khiến bạn gặp không ít bất lợi về sau đó. Vận tình cảm cũng có điểm báo không tốt, dễ gặp phải những tổn thương nếu bạn thiếu thận trọng. Mọi người có thể không thông cảm cho nhau và đôi lúc là sự vô tình khiến đôi bên tổn thương. Người độc thân khó có thể rời xa vận cô đơn khiến tâm lý chán nản và buông xuôi. Về những tuổi Giáp Ngọ, mệnh kim, đừng để tiền bạc gây chia rẽ tình cảm. Về những tuổi Bính Ngọ, mệnh thủy, chớ nên hành xử một cách vô lý. Về những tuổi Mậu Ngọ, mệnh hỏa, không nên vì cả nể mà cho vay tiền. Về những tuổi Canh Ngọ, mệnh thổ, có thể bị cấp trên đánh giá sai về biểu hiện trong công việc hiện tại. Về những tuổi Nhâm Ngọ, mệnh mộc, có thông tin mới mang lại sự gắn kết tình cảm giữa hai người. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 50 và số 61. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu cam, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Tuất và tuổi Mùi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 12 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 12 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, tam hội trợ vận, tình hình tài chính của người tuổi Mùi nhìn chung khá ổn định.
Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải có kế hoạch tiết kiệm, kẻo số tiền kiếm được chẳng mấy chốc mà tan biến. Nếu bạn không có ý định đầu tư ngay thì có thể gửi chúng vào tài khoản ngân hàng cho an toàn. Thương quan mang đến một số tin không vui. Vài việc xảy ra ngày hôm nay có thể khiến nội tâm của người tuổi Mùi trở nên rối loạn. Bạn thậm chí không biết giải quyết mọi việc như thế nào. Sự điềm tĩnh vốn có của bạn cứ như bị lấy mất vậy. Hỏa sinh thổ cho thấy người tuổi Mùi và nửa kia đang sống trong những ngày tháng ngọt ngào. Con giáp này cứ thoải mái làm những điều mình muốn. Người ấy sẽ chẳng ghét bỏ bạn vì đã sống đúng con người thật của mình đâu. Với những tuổi Ất Mùi, mệnh Kim, chú ý cách quản lý tiền bạc, tránh chi tiêu nhiều hơn mức kiếm được. Với những tuổi Đinh Mùi, mệnh Thủy, hãy quan sát vấn đề trên nhiều góc độ. Với những tuổi Kỷ Mùi, mệnh Hỏa, đừng dễ dàng nhận lời nhờ vả của người khác. Với những tuổi Tân Mùi, mệnh Thổ, vận trình tình duyên hanh thông thuận lợi. Với những tuổi Quý Mùi, mệnh Mộc, hãy nắm bắt cơ hội bày tỏ tình cảm. Sự nghiệp của người tuổi Mùi hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 18. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 12 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 12 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi cho thấy, người tuổi Thân may mắn gặp được thiên tài trong hôm nay, nên phương diện tài lộc có nhiều khởi sắc rõ rệt. Những người làm kinh doanh hay nghề tay trái sẽ gặt hái được thành quả đáng giá sau chuỗi thời gian vất vả. Nếu biết đầu tư đúng đắn, bạn có thể nhanh chóng thu được lợi nhuận. Người tuổi Thân rất thông minh, đầu óc biến hóa nhanh nhạy nên thường có những ý tưởng phát minh mới trong công việc. Bạn có thể ứng dụng những sáng kiến của mình vào việc tự kinh doanh một mặt hàng nho nhỏ nhưng mang tính độc và lạ. Bạn có thể sẽ gặt hái được những thành công ngay đó. Muốn cải thiện chuyện tình cảm, người tuổi Thân nên nhìn nhận lại. Chúng ta thường dễ dàng xem vai trò của người yêu là hiển nhiên sau một thời gian, và bạn dành thời gian của mình cho những người khác hoặc một hoạt động khác. Hãy định rõ ưu tiên của bạn. Nếu tình yêu là một phần quan trọng, bạn nên đảm bảo điều đó luôn là ưu tiên hàng đầu. Với cái tuổi Giáp Thân, mệnh Thủy, hiểu lầm tình cảm nhanh chóng được làm sáng tỏ. Với cái tuổi Bính Thân, mệnh Hỏa, đường tài lộc đang có dấu hiệu tăng tiến. Với cái tuổi Mậu Thân, mệnh Thổ, hãy chủ động là người đứng ra hòa giải với mọi người. Với cái tuổi Canh Thân, mệnh Mộc, giữ đầu óc tỉnh táo và bình tĩnh khi làm việc. Với cái tuổi Nhâm Thân, mệnh Kim, nên tập trung hơn vào các mục tiêu trong công việc. Sự nghiệp của người tuổi Thân hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 48. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng nhạt, nâu, vàng đậm. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Thìn và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 12 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 12 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy chính tài nâng đỡ, nhờ đó mà những chú Dậu có nguồn tài chính ổn định trong hôm nay. Tuy nhiên trong ngày cũng có thể phát sinh nhiều chuyện cần chi tiêu, bản mệnh nên có ý thức tiết kiệm để tránh tình trạng vay nợ. Công việc của người tuổi Dậu trôi chảy, được đồng nghiệp trợ giúp, cấp trên ủng hộ, tài năng được phát huy đúng lúc đúng chỗ. Bạn hãy mạnh dạn thể hiện năng lực của bản thân để gặt hái thành công lớn hơn nữa. Có được điều đó, một phần là nhờ quý nhân trong ngày giúp vận trình ngày an lành.
Hồng Loan báo tin vui, các cặp đôi có thể sẽ đi đến quyết định quan trọng thay đổi cuộc đời mình. Nếu tình cảm đã chín muồi, hai bạn cảm thấy đã đủ hiểu về nhau, mong muốn được ở bên nhau thì hãy nhanh chóng tính đến chuyện tương lai. Với những tuổi Ất Dậu, Mệnh Thủy, tình cảm êm ấm, quan hệ với bạn đời khá hài hòa. Với những tuổi Đinh Dậu, Mệnh Hỏa, làm ăn suôn sẻ, tài lộc được ào ào đổ về túi. Với những tuổi Kỷ Dậu, Mệnh Thổ, công việc trục trặc do không được đồng nghiệp ủng hộ. Với những tuổi Tân Dậu, Mệnh Mộc, công việc tiến triển suôn sẻ ngoài ý muốn. Với những tuổi Quý Dậu, Mệnh Kim, mối quan hệ với những người khác giới khá tốt đẹp. Sự nghiệp của người tuổi Dậu hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 51. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường là màu xám, vàng nhạt, nâu. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 12 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 12 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, cục diện tam hợp tạo điều kiện cho người tuổi Tuất có được một ngày suôn sẻ, hanh thông hơn bao giờ hết. Người tuổi Tuất còn đi học thì chuyện thi cử thuận lợi, người đi làm thì nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực thần che chở, người làm ăn kinh doanh thì thu nhập tăng lên rất nhiều, lợi nhuận gia tăng. Bản mệnh tuy phải chịu nhiều vất vả nhưng thành quả đạt được xứng đáng để bạn tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa. Con giáp này cần cố gắng phát huy thế mạnh của mình và kiên trì với hướng đi đã chọn. Ngũ hành tương sinh giúp vận đào hoa của những chú Tuất nở rộ. Bản mệnh có sức hấp dẫn đặc biệt với người khác giới. Không có gì ngạc nhiên nếu hôm nay bạn nhận được kha khá lời tán tỉnh và lấy lòng từ đồng nghiệp khác giới. Tình yêu đôi lứa khá êm ấm, hai bên thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Với những tuổi Giáp Tuất, Mệnh Hỏa, tình cảm có cơ hội được cải thiện hơn. Với những tuổi Bính Tuất, Mệnh Thổ, công việc diễn ra khá suôn sẻ, tài chính không còn là nỗi lo. Với những tuổi Mậu Tuất, Mệnh Mộc, đường tài lộc ổn định, không cần quá lo lắng. Với những tuổi Canh Tuất, Mệnh Kim, người kinh doanh buôn may bán đắt. Với những tuổi Nhâm Tuất, Mệnh Thủy, sự nghiệp đi vào giai đoạn ổn định hơn. Sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 20 và số 94. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Dần và tuổi Mão. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 12 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 12 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, đường sự nghiệp của Hợi có chính quan nên công danh sáng lạn, thi cử may mắn. Bạn nào đang kinh doanh thì tìm được những mối hàng tốt, có thêm nguồn vốn tài trợ từ người thân nên không lo lắng gì nhiều. Ngày cuối tuần của người tuổi Hợi như ý cát tường vì gặp quý nhân giang tay chào đón. Công việc trong tuần thuận lợi, việc khó cũng tìm ra cách giải quyết thỏa đáng, hòa nhã với đồng nghiệp, được lòng cấp trên. Tuy nhiên, tứ tuyệt lại khiến chuyện tình cảm của người tuổi Hợi lắm nỗi buồn. Đôi lứa thường xuyên mâu thuẫn chỉ vì những vấn đề rất nhỏ nhặt. Cả hai quá cứng đầu, không ai chịu nhường nhịn và không ai muốn xuống nước, khiến mọi chuyện dễ lâm vào bế tắc. Với cái tuổi Ất Hợi, Mệnh Hỏa, ai cũng mắc phải sai lầm cả, không nên trách móc. Với cái tuổi Đinh Hợi, Mệnh Thổ, có thể dùng tiền để đầu tư sẽ thu được lợi nhuận. Với cái tuổi Kỷ Hợi, Mệnh Mộc, đường tài lộc chuyển biến tích cực. Với cái tuổi Tân Hợi, Mệnh Kim, khẳng định được vị thế của mình trong tập thể. Với cái tuổi Quý Hợi, Mệnh Thủy, tập trung toàn lực vào công việc, khẳng định vị thế của bản thân. Sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao.
con số may mắn là số 85. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Mão và tuổi Dần. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 12 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Thưa quý vị, kênh Tử Vi Ngày Mới muốn đem đến những thông tin tử vi hàng ngày chính xác nhất, giúp quý vị có thể đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Nếu quý vị thấy hay và hữu ích, hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo, sau đó để lại cho chúng tôi một like để thể hiện sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.